Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ tư. Màn hình máy của cái tủ No 1 là cầm Hite. G-Boy là người cầm Maxe trong này. Vâng, BB là người cầm Pamiran cũng trong. Vâng, còn nhà cung nốt đi. Vâng, đúng là cung thật. Vâng, anh Mèo này là người cầm Egypt lại đầu bên này. Sắp xem là xấu mắc binh. Bên kia có Seng với lớp, có hit của Lưu Manh, có AC của Hồng Anh và có Choi Son đến từ thủ Jugi. Lại căng. Vâng, lại căng. Bên này có Maxe thì bên kia lại có hit đi. Cũng phần nào may mắn rằng rơi vào tay của cái thủ Lưu Manh. Nếu không rơi vào tay của Jugi thì có lẽ là cũng nên tiết kiệm sức lực cho trận đấu sau, đặc biệt là khi Yugi nằm ở phía trong nữa. Tôi vẫn phải cố, tôi biết làm nào bây giờ. C trước dẫn 2-0, bị bật 3-2. C này cứ cho người ta dẫn 2-0 rồi xong mình làm điều tương tự, một sự trả thù ngọt ngào. Xem có được hay không. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại thì một bài ba voi đến từ cái thủ Mèo Mèo. Hiêu hiếc nói chung là ổn. Ba voi, hiêu có hiêu về. Một đàn hiêu nhiều hơn 4 con. Màn hình máy của cái thủ vâng BB xem Pamiran. Như vậy là voi về. À, như vậy là voi ăn MBS. Quả phụ 6 cây, hiêu về. Được một bài cơ bản đến từ Pamiran, đánh 19 nông dân trong cánh. Cũng không sao. Màn hình máy của thủ Normal Thăng Lai 24. Một bài vâng dựa một đường. Một bên thì khung BE. Vâng, và mạc C đến từ cái thủ chip boy thì sao? 24/28. BB được thiết kế để voi nhỏ máy gỗ. Vâng, có voi. Tại sao lại gửi đến mùi con voi ở đây? Hay là vâng hay là có một cái giác quan thứ 6? Hay là con voi câu dở quay ngược về? Phải chăng là một tín hiệu mừng? Quân xấu hơn khá nhiều ở trận thi đấu này.
và cũng không phải là quá nhiều, nhưng cái cách sắp xếp nó làm cho cái sự xấu xí nó tăng lên là rất nhiều. Vâng, cũng xong giò. Sau đó thì chờ gỗ đóng mềm mờ để kích đời. Vâng, còn nâng cấp cả công nữa. Căn kè có vẻ là vẫn chưa được mắc binh cho lắm. Màn hình máy của game thủ à? Vâng, BB đi. Giò, như vậy là chưa có giò rồi. Vâng, như vậy là bên kia có ông anh AC lên đời rất sớm. Ông anh rất nổi tiếng với cái bài đánh AC đầu cánh ép đời sớm, nhiều giờ thiện xạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem bài này các thủ ông anh vâng có khả năng rất cao là sẽ thi triển được cái bài AC của mình, nếu như không có đột biến gì đến từ vâng Pamidan và các nhà chém còn lại. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Một trận mà cái thủ đang cầm Pamidan 2L bắt đều. Liệu có chơi được vào nhà vâng người bạn thân he he không? Vâng, BB và he he giống như kiểu Hồng Anh và Chim Boy, kiểu như vậy. Cũng thân nhau. Vâng, mối quan hệ thì cũng thân hai người lo như nhau cả thôi. Vâng, cùng là 96 với nhau cả. Cùng cái thế 69, 96 với nhau cả. Cho nên việc họ hiểu nhau là quá... Vâng, dường như là còn hơn cả là lòng bàn tay nữa cơ. Vâng, chỉ tay có những cái gì thì họ còn thuộc nhau hơn là cái đường chỉ tay. Bây giờ thì anh Mèo timeline 33/48, BB timeline 28, số 1 timeline 44. Ô sao khỏe này, chưa tin được mắt mình được nữa. Kinh đấy Chiboy. Ô như nào timeline 3 xịt trở lên này. Kinh. Vâng, tự nhiên lên đồng trận kinh. Đang xem màn hình máy thủ BB tiếp. Trận mà BB bây giờ tham lai là 30/32 rồi. Pamidan đánh 19 nông dân. Khỏe như một con trâu. Vâng, 32/23 là tham lai lúc này đến từ cái thủ BB. Chém đuổi, à vâng xin lỗi bạn lạc đà, Pamidan đuổi và cũng ngờ IT. Nhông hết cả kèn. Có mèo mèo đứng sau yểm trợ nữa. Kinh khủng. Vâng, sức mạnh đến từ cái con lạc đà của Pamidan quả là khủng khiếp. Bây giờ khoảng nửa kích lạc đà. Vâng, tầm nửa kích lạc đà. Các bạn cứ tính xem 19 nông dân với... Vâng, còn lại 35/19 thì nó ra số lạc đà. Kinh khủng. Vâng, bây giờ thì chơi tiếp vào nhà của cái thủ màu năm. Màu năm là bên lớp là người cầm sen. Chết rồi, căng cò. À, Hồng Anh lọt, Hồng Anh lọt, hở này. Hở này. À không, 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 có cung R, có cung R của he bắt đầu bóc rồi.
sóc thêm một dân nhà chính ra nữa cho bổ sung dân vàng. Không được rồi, không được rồi, hốc hốc bay, hốc bay, hốc bay, hốc. Em ơi, té té té, không được, ít đi là bắn thầm lắm. Vâng, tham lai tụt xuống còn 31. Hè bắt đầu quay sang, vâng, chơi lại người bản thân. Ui ui, tầm này lạc đà mà nó lọt được vào nhà mà ăn dân thì đúng là còn gì bằng. Vâng, đâu một đâu. Số 1 cánh bên này thế nào? Màn hình máy của cái thủ số 1 xem tình hình nào nào. Vâng, màn hình máy của cái thủ số 1. Hit đi, tham lai 64, khỏe đấy. Như vậy là đi sai rồi, một trận đánh quái đến từ thủ BB. Cầm Pyridan và chém là kinh khủng thật. Và một trận Pyridan đề đời đến từ thủ BB. Và có lẽ sau trận đấu này thì vâng, nên có tí, có một tí dành cho BB. Vâng.